Cả nhà, hôm nay shop vừa mới lên cái loại kẹo dừa của Bến Tre ha. Thì một trong những cái loại kẹo mà rất là ngon và hiện giờ shop cũng đang bán rất là nhiều cho khách, đó là kẹo dừa non, kẹo dừa dứa non. Thì đối với cái kẹo dừa dứa non này á, nó làm từ cái trái dừa dứa. Thì cả nhà mình biết là trái dừa dứa là một trong những cái đặc sản rất là nổi tiếng của Bến Tre. Thì cái mùi vị của cái trái dừa dứa á, thì nó rất là thơm cái mùi dứa cả nhà. Do đó cái viên kẹo này nè, nó vừa mềm mà nó vừa thơm cái mùi dứa ha. Bây giờ cái thùng hàng của shop lên chiều nay là 30 kg, đây đây là cái thùng shop lên 30 kg chiều nay nè. Vậy thì bây giờ shop sẽ khui cho cả nhà mình xem coi cái thùng hàng kẹo dừa dứa non làm sao ha. Vậy thì bây giờ ở đây chúng ta cùng xui cái thùng hàng này nha cả nhà. Rồi, tôi thử coi kẹo dừa dứa non đặc sản Bến Tre của shop như thế nào nha. Chúng ta tôi thử cái thùng hàng ra. Rồi, cái này mình xem thử với shop. Đây là cái thùng hàng kẹo dừa dứa non của shop vừa mới lên hàng chiều nay nè cả nhà ơi. Rồi. Đây rất là nhiều những cái kẹo dừa dứa non ha. Đây cả nhà mình xem thử, đây là các viên kẹo dừa dứa non của shop mới lên hàng chiều nay đây. Đó, cái nhà mình thấy đây rất 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 là nhiều luôn. 30 kg kẹo dừa dứa non shop vừa lên hàng để giao cho khách đây cả nhà ơi. Đó. Thì bây giờ shop sẽ khui một thử một cái hộp kẹo dừa dứa non cho cả nhà mình xem thử coi như thế nào nha. Đó. Rồi, vậy thì đây là một cái viên kẹo dừa dứa non nè cả nhà. Đó, shop sẽ khui cho cả nhà mình xem nè. Đây ha, rồi đây là một cái viên kẹo dừa dứa non đây, cả nhà thấy nó rất là mềm dẻo luôn. Đây cả nhà thấy nó rất là dẻo nha, chứ nó không có phải cứng như cái loại kẹo dừa thông thường mà mình hay ăn nha cả nhà. Và ở ngoài này nó có một cái lớp bánh tráng nó bao nè đó, và ở trong này là nó có mè nè, và thêm cái đậu có dừa nè đó. Đây nè ha, đây là kẹo dừa dứa non của shop nè đó, rất rất là nhiều luôn. Rồi, shop rất mong nhận được cái đơn hàng kẹo dừa dứa non từ cả nhà mình nha. Rồi, cảm ơn cả nhà ha.